Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến. Hôm nay thì em có giới thiệu tất cả cô chú anh chị một lô máy bãi Nhật. Thì cái lô máy này đồng giá là 150 ngàn một máy. Giá em bán là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển nằm khoảng 30 đến 40 tùy vào khu vực giao hàng. Rồi, cái lô này là lô H. Lô H nha mọi người. Đó, lô H. Thì anh em nào lấy cứ alo trực tiếp cho em nhé. Rồi, em giới thiệu mọi người con H1. H1 con này là con Siêu Ta EF35. Size của nó là size 2000. Cước số 2 là vô được 150 m. Đó, cước số 2 vô được 150 m. Made in Korea, thân nồi carbon. Quay rất ok. Rồi, con này con H1. Rồi, tới con máy H2. H2 cũng là con Siêu Ta EF35, đây là 30. EF30 size con này size 1500. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay cũng carbon luôn. Quay rất ok. Rồi, con này con H2. H2. Rồi tới con máy H3. H3 này con Siêu Ta EF30 size 1500, Made in Korea. Quay rất ok luôn, nhẹ, êm mượt. Đẩy cước đá còn rất ok. Rồi, con này con H3. H3. Rồi, tới con máy H4. H4 nè, con Siêu Ta EF35. Size của nó là size 2000. Made in Korea, thân nồi carbon. Tay quay cũng carbon luôn. Quay rất ok. Mọi chức năng rất ok nha mọi người. Rồi, con này con H4. H4. Rồi tới máy H5. H5 này là con voi voi 700. Size của nó size 2000. Made in Korea. Đó. Quay rất ok nè mọi người. Quay rất ok nha. Lấy cước đá rất ok luôn. Rồi, con này con H5. H5. Tới con máy H6. H6 này là con Shimano Tomoro 1000. Con này size nó là 1000. Made in Korea, thân nồi carbon, tay quay kim loại. Con này thì hơi bị chảy nước sơn ở đây. Đó, quay rất là ok luôn. Rồi con này con H6. H6. Tới con máy H7. H7 này là con pin quay 30, size của nó là size 3000. Thân nồi carbon. Tay quay con này bằng tay quay carbon luôn nha mọi người. Quay rất ok. Mọi chức năng còn rất ok. Rồi, con này con H7. Rồi, tới con máy H8. H8 này là con Devopin DX20. Size của nó là size 2500. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay carbon, quay rất ok nè. Quay rất nhẹ. Rồi, con này con D con H H9, H8 H9 là H8, còn H8. H8. Rồi, tới con máy H9. H9 này là con Saber Pin
70GT, size của nó là size 2000, size 1500, 2000 tùy vào anh em đánh giá nha. Made in Korea, quay rất là ok. Rồi con này con H9. Rồi tới con máy H10. H10 nè, con Suta F35, size của nó size 2000, Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay carbon luôn. Đó, quay rất là ok. Rồi, con này con H10. H10. Rồi, tới con máy H11. H11 này con siêu tay F35, size của nó có size 2000 luôn. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay carbon luôn. Quay rất là ok. Rồi, con này con H10. H11, con H11. Rồi tới con máy H12. H12 nè, con Tactic Android ZB30. Size của nó là size 3000. Made in Korea. Made in Korea. Quay rất là ok nha mọi người. Đó. Mọi chức năng rất là ok luôn. Ở đây nó hơi bị mẻ một tí, không ảnh hưởng gì nha. Rồi, con này con H10. Nhắc máy đây. H12. H12. Rồi tới con máy H13. H13 nè, con power pin 350, size nó size 1500. Size 1500. Quay rất ok nè. Con này Made in Korea. Rồi, con này con H13. Tới con máy H14. H14 nè, con Realme LX3. Size của nó size 3000. Made in Taiwan, nồi carbon, thân kim loại, tay quay kim loại. Quay rất là ok. Quay rất ok nha mọi người. Con này cầm vô rất là đầm tay, nó rất là chắc. Thân kim loại. Bộ nhông ở trong nó chắc lắm. Gateo 3.4. Mọi chức năng còn rất là ok. Rồi, con này con H14. Rồi tới con máy H15. H15 là con Olympus VX700, size của nó size 2000. Size 2000. Quay rất là ok. Con này made in Bangladesh. Nó để chữ trên đây nha mọi người. Made in Bangladesh. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Rồi. Con này con H15. H15. Rồi tới con máy H16. H16 này con Suta F30. Size của nó là size 1500, Made in Korea. Quay rất là ok luôn. Mọi chức năng rất là ok nha mọi người. Đó. Rồi, con này con H16. H16. Rồi tới con máy H17. H17 này con power pin 350, size của nó là size 1500, Made in Korea. Quay cũng rất ok nha mọi người. Mọi chức năng rất ok luôn. Con này con H17. Rồi tới con máy H18. H18 này con Tactic Android ZB20.
Đó, size của nó là size 2500 Made in Korea. Quay rất là ok nha mọi người. Quay rất là ok. Rồi, con này con H18. H18. Và tới con máy H19. H19 này con siêu ta EF35, size của nó size 2000. Made in Korea. Đó, H19. Quay rất là ok luôn. Đẩy cước đá còn rất ok. Rồi, con này con H19. H19. Tới con H20. H20 này con siêu tay F30, size của nó size 1500. Made in Korea. Thân nồi là thân nồi carbon, tay quay carbon. Mọi chức năng còn rất là ok nè. Quay rất là ok nha mọi người. Rồi con này con H20. H20. Rồi tới con H21. H21 này con Enjoy 15 Grail. Con này size tương đương, nó size 2000, Made in Korea. Quay rất là ok luôn. Quay rất ok nha mọi người. Còn này con H21. H21. Rồi tới H22. H22 con này con Excellent 700, size của nó size 1000. Made in Korea. Quay rất là ok luôn. Quay ngon nha mọi người. Mọi chức năng rất là ok. Rồi, con này con H22. H22. Rồi, tới con H23. H23 nè, con Spin Rider SG10, SG100, sau này size 2000, Made in Korea. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại. Quay rất là ok nha mọi người. Rồi. Rồi, con H này H23. Con H23. Rồi, tới con máy H24. H24 này con xích lê 0070, size 1500, Made in Korea. Đó, quay rất là ok nha mọi người. Mọi chức năng còn rất là ok luôn. Rồi con này con H24. H24. Rồi tới con máy H25. H25 này con SSM SF250, size của nó size 1000, Made in Korea. Quay rất là ok. Rồi xong luôn. Rồi con H25 này nó bị lỗi nha mọi người. Em gạn cái nó đứt bà nó. Rồi con H25 như không có nha. Rồi em giới thiệu kế tiếp là con H26. H25 là không có nha. H26 này con siêu ta BG35. Size của nó là size 3000, Made in Korea. Quay rất là ok luôn. Đó, quay rất ok nha mọi người. Rồi, con H này H26. Mọi chức năng còn rất ok. Rồi H26. Rồi tới máy H27. H27 này con lông to ke 350, size của nó size 1500. Đó, size 1500. Made in Korea. Quay rất ok nha mọi người.
Rồi con này con H27. Rồi H27. Rồi tới con máy H28. H28 này con Acaster 2000, size của nó size 3000. Made in Korea. Quay rất là ok luôn. Rồi, con này con H28. Mọi chức năng rất là ok. H28 nha mọi người. Tới con máy H29. H29 này con Spencer 2000. Size của nó là size 3000. Made in Korea. Thân nồi carbon tay quay kim loại, quay rất là ok luôn. Trong đây có một ổ cước dây, dây này dây Nhật luôn. Dây này rất là ok nè. Rồi con này con H29. H29. Rồi tới con máy H30. H30 này con Avanter 700, size nó size 1000, Made in Korea. Đó. Tay quay kim loại, tay quay nó hơi bị chóc sơn. Đó. Quay rất là ok nha mọi người. Rồi, con này con H30. H30. Rồi, tới con máy H31. H31 nè, con F-Word HS3000. Size con này nó ghi 3000 chứ size thật nó tới 4000. Đó, quay rất là ok nè mọi người. Con này Made in Korea. Mọi chức năng rất là ok luôn. Rồi, con H31 này cũng là con video cuối cùng. Anh em nào lấy con nào cứ alo trực tiếp cho em nha. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người.